Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị mở rộng ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2024. Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4, đại diện các cơ quan quân khu, các sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Bí thư chính huyện, thị xã, thành phố. Năm 2023, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng đề ra, trong đó nổi lên lực lượng vũ trang tỉnh phù hợp các lực lượng nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy chính quyền cả cấp xử lý tốt các tình huống xảy ra, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý của cấp ủy chỉ huy cả cấp, tạo bước đột phá trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền trên các thông tin đại chúng, đẩy mạnh công tác đảng, công tác chính trị, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác chính sách hậu phương quân đội, đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tham gia phòng chống khắc phục lũ lụt, chữa cháy rừng, tham gia hội thi, hội thao từ trung ương đến địa phương đạt thành tích cao. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, năm 2024, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phát huy vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xử lý tốt mọi tình huống, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, nắm dự báo, quản lý tình hình tư tưởng bộ đội kịp thời hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, đảm bảo lãnh đạo toàn diện, thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.